Chúng tôi là Trọng Thắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Bản tin đầu trong chương trình của chúng tôi liên quan đến cựu Tổng thống Barack Obama tham gia vận động tranh cử tại các tiểu bang chính địa. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy đến 2 tuần nữa là sẽ đến cuộc bầu cử quốc hội Hoa Kỳ giữa nhiệm kỳ và đảng Dân Chủ đang đối mặt với một nguy cơ để mất quyền kiểm soát lưỡng viện. Đảng dân chủ đã đề nghị cựu tổng thống Barack Obama tham gia những vận động tranh cử tại các tiểu bang chiến địa. Dự kiến ông Obama sẽ tới tiểu bang Georgia trong ngày 28 tây tháng 10 và tiếp theo sau là những tiểu bang Wisconsin, Nevada, Pennsylvania. Tất cả đều là những tiểu bang chiến địa trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tây tháng 11 sắp tới đây. Đây đều là những tiểu bang mà các ứng viên Đảng Cộng hòa có phần chiếm ưu thế trong cuộc đua vào thượng viện. Các nghị sĩ Cộng hòa hiện chỉ cần có thêm một ghế trong Thượng viện để giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này. Với hai tiểu bang Georgia và Nevada là những mục tiêu hàng đầu, Đảng Cộng hòa cũng đang có lợi thế tương tự tại Hạ viện. Việc Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện của Quốc hội sẽ gây khó khăn cho việc thông qua chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden và cản trở việc bổ nhiệm nhân sự của ông bao gồm các vị trí thẩm phán liên bang hay mở cuộc điều tra đối với chính quyền đương nhiệm. Theo khảo sát mới nhất của Reuters và IPSOS, tỷ lệ ủng hộ của ông Biden hiện nay đang dao động chỉ xung quanh mức 39% mà thôi. Nhà phân tích bầu cử ông Jacob Rusbakin của Insight Election đã nhận định vì ông Biden từng là phó tổng thống dưới thời ông Obama trong suốt hai nhiệm kỳ và trong mắt cử tri thì ông Obama sẽ là một đại sứ tốt nhất bởi chính trị gia này nhận được nhiều sự ủng hộ tại các tiểu bang chiến địa và ít liên quan tới các vấn đề hiện nay. Ngoài bốn tiểu bang nói trên, ông Obama cũng sẽ tới tiểu bang Michigan. Theo trang dự báo bầu cử Hoa Kỳ, tỷ lệ cử tri đi bầu đã lên tới mức kỷ lục trong hai cuộc bầu cử liên bang vừa qua và con số này vẫn ở mức cao trong năm nay với hơn 12 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm. Mục tiêu hàng đầu của ông Obama là huy động sự ủng hộ các cử tri da màu, cử tri trẻ tuổi và gốc Latin. Trước đó, trong tuần này, thì ông Obama đã đăng lên mạng xã hội một video khuyến khích thanh niên Mỹ nên đi bỏ phiếu. Sau qua bản tin cho biết là Hoa Kỳ thử nghiệm thành công thiết bị vũ khí siêu vượt âm, theo tuyên bố của Hải quân Hoa Kỳ cho biết rằng, phòng thí nghiệm quốc gia Sandia đã tiến hành một vụ thử từ bãi phóng Wallops Flight Facility của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA ở tiểu bang Virginia nhằm đánh giá về thiết bị dẫn đường và hoạt động thông tin liên lạc của vũ khí siêu vượt âm cũng như là các loại vật liệu đã được hoàn thiện có khả năng chịu nhịp trong môi trường siêu vượt âm thực tế các phương tiện lượn siêu vượt âm đã được phóng từ một hỏa tiễn trong tầng khí quyển cao trước khi lao tới mục tiêu với tốc độ nhanh gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, có nghĩa là khoảng 6.200 km h Vụ thử nhằm xác định triển vọng tương lai của vũ khí tấn công thông thường của lực lượng hải quân Hoa Kỳ cũng như là vũ khí siêu vượt âm tầm xa của lực lượng lục quân. Ngũ Giác Đài tuyên bố là vụ thử đã thành công. Hoa Kỳ đang đẩy nhanh tiến độ chế tạo các vũ khí siêu vượt âm, thế hệ vũ khí tiếp theo nhằm đi trước các đối thủ về thời gian phản ứng của vũ khí cũng như là cơ chế đánh bại truyền thống. Các tập đoàn như Lockheed Martin Corp và Raytheon Technology Corp cũng đang tích cực nghiên cứu để phát triển khả năng vũ khí siêu vượt âm của Hoa Kỳ. Tiếp nối là một bản tin liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay đang tăng trưởng trở lại sau hai quý bị suy giảm liên tiếp. Bộ Thương mại của Hoa Kỳ vừa công bố các số liệu cho biết rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ đã ghi nhận mức tăng trưởng 2.6% trong quý 3 năm 2022, chấm dứt đà suy giảm liên tiếp trong hai quý đầu năm nay xuất cảng mạnh hơn và chi tiêu tiêu dùng bền vững cộng với thị trường lao động phát triển tốt đã giúp khôi phục tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gọi tắt là GDP của nền kinh tế đầu tàu trên thế giới. Tuy nhiên triển vọng vẫn chưa hết u ám. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed đã tăng mạnh lãi suất năm lần trong năm nay để kiềm chế lạm phát và dự định sẽ tiếp tục tăng liên tiếp trong một thời gian sắp tới báo cáo mới nhất về tổng sản phẩm nội địa đã được đưa ra khi người mỹ đang lo ngại về nguy cơ lạm phát và nguy cơ bị suy thoái trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra sự kiện này sẽ quyết định liệu đảng dân chủ của tổng thống biden có tiếp tục kiểm soát quốc hội hay không lạm phát đã trở thành một vấn đề đặc trưng mà phe cộng hòa thường tấn công phe dân chủ về khả năng lãnh đạo nền kinh tế Sang quan Nebraska, bản tin tiếp nối cho biết là phát hiện được một đường dây trộm cắp thịt bò đông lạnh rất lớn. Giới chức của Hoa Kỳ cho hay về cuộc điều tra vụ trộm, nhiều xe tải chở thịt bò đông lạnh ở tiểu bang Nebraska vào mùa hè đã dẫn đến các vụ bắt giữ liên quan tới một đường dây trộm cắp nhắm vào các nhà máy đóng gói ở 6 tiểu bang miền trung Tây Hoa Kỳ với một số tiền lên tới hàng triệu Mỹ Kim. Theo Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ, thì đường dây trộm cắp nói trên đã bị phát giác vào tháng 6 vừa qua trong khuôn khổ của một cuộc điều tra về vụ trộm các xe tải chở thịt bò đông lạnh trị giá gần 1 triệu Mỹ Kim từ các khu vực gần thành phố Grand Island và Lincoln. Cuộc điều tra do Văn phòng Cảnh sát trưởng của quận Lancaster ở Nebraska và lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm của Bộ An ninh Nội địa tại thành phố Omaha dẫn đầu. Theo điều tra, thì băng nhóm trộm cắp này chủ yếu là nhắm vào các nhà máy đóng gói thịt bò và thịt heo ở Nebraska, Iowa, Minnesota, South Dakota, North Dakota và Wisconsin. Các nhà điều tra liên bang của Hoa Kỳ đang điều tra về vụ việc dựa trên những dữ liệu điện thoại và thiết bị định vị GPS trên các xe tải do ba đối tượng điều khiển khởi hành từ thành phố Miami, Florida là sao huyệt của băng nhóm trộm cắp này đến các nhà máy đóng gói thịt nơi xảy ra các vụ trộm cắp thịt bò. Theo các nhà điều tra, thì băng nhóm này đã thực hiện khoảng 45 vụ trộm ở 6 tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ với số tiền lên tới 9 triệu Mỹ Kim. Vào ngày 20 tháng 10, các nhà điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có ba mươi 38 tuổi, Ledia Andino, 37 tuổi và Delvis Fuentes, 39 tuổi. Tất cả đều cư trú ở Miami, Florida các đối tượng bị buộc tội vận chuyển hàng trộm cắp và rửa tiền tại tòa án liên bang thuộc tiểu bang Florida. Tin từ Missouri, bản tin cho biết là cây cầu đang thi công thì bất ngờ bị đổ sập khiến cho một người bị thiệt mạng. Theo thông tin trên đài truyền hình địa phương KCTV5 đưa tin rằng một cây cầu đang thi công ở quận Clay, Missouri đã bất ngờ đổ sập xuống nhóm công nhân, khiến cho một người bị thiệt mạng và ba người khác bị thương. Tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua 26 tháng 10, khi nhóm công nhân đang đổ bê tông trên cây cầu Hai Làn ở vùng nông thôn thuộc quận Clay, Missouri. Ủy viên của quận Clay là ông John Carpenter cho biết là bê tông và giàn giáo đã đổ sập xuống nhóm công nhân đang làm việc ở bên dưới. Phát ngôn viên của quận là bà Sarah Boy cho biết rằng ba công nhân đã tự thoát ra khỏi đống đổ nát và bị thương nhẹ. Tuy nhiên, một nạn nhân khác đã bị chôn vùi trong lớp bê tông ướt đã không khoa khỏi và tử vong. Dự án xây cầu này đã bị tạm dừng trong năm 2016 và được nối lại vào tháng 5 năm 2021, dự kiến là sẽ thông xe trong đầu năm 2023. Cơ quan quản lý đường cao tốc của quận Clay cho biết trước khi xảy ra tai nạn Họ không ghi nhận bất cứ một lo ngại nào về mức độ an toàn của dự án và cho biết thêm rằng nhà thầu kỹ thuật đã kiểm tra cây cầu chỉ một ngày trước khi đổ bê tông. Hiện nay thì vẫn chưa rõ nguyên nhân mà cây cầu này bị sập. Văn phòng Cảnh sát của quận Clay sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để điều tra. Theo đài truyền hình địa phương, đơn vị thi công cầu là một công ty xây dựng mang tên Lehman Construction từng vướng một sai phạm an toàn nghiêm trọng trước đó và đã bị phạt 8.600 Mỹ Kim trong năm 2019. Hoa Kỳ hiện nay có khoảng 44.000 cây cầu đang bị xuống cấp một cách nghiêm trọng, theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải năm 2021, và chính quyền của Tổng thống Biden đã công bố một chương trình chi tiêu trị giá 1.000 tỷ Mỹ Kim để nâng cấp hạ tầng giao thông trên toàn quốc Hoa Kỳ.